Thái Lan là đội sáng ngang với Australia ở số lần vô địch sân chơi này khi mỗi đội đều có 5 chiếc cấp. Trong đó, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã 7 lần vào chung kết. Hai trận thua vừa qua của Thái Lan đều trước Australia. Trong trận chung kết thứ 8 này, Thái Lan có cơ hội để vượt mặt Australia ở bảng tổng sắp nếu như đánh bại Indonesia. Với Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo sở hữu thành tích khiêm tốn hơn nhiều khi mới chỉ một lần vô địch và đây là trận chung kết thứ hai trong lịch sử tham dự giải đấu này. Ở vòng bảng, Indonesia thể hiện hình ảnh rất ấn tượng với 3 trận toàn thắng ghi đến 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai bàn Tuy nhiên những chiến thắng như trẻ trai ấy đều đến từ các đối thủ rất yếu còn trước Malaysia ở bán kết chủ nhà đã phải gặp khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ mạnh hơn và chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số xích sao dù vậy thắng lợi trước đối thủ từng buộc Thái Lan chia điểm ở vòng bảng là động lực để Indonesia bước vào trận đấu với đội bóng xứ chùa vàng với niềm tin và khát vọng lớn bên kia chiến tuyến Thái Lan ít nhiều để lại ấn tượng khi rơi vào bảng đấu cứng hơn phải thừa nhận họ gặp nhiều may mắn trước Australia ở bán kết nhưng đó là một phần trong bóng đá. Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh cao khi bị đẩy vào thế khó trước sức ép của đối phương lại phải chơi thiếu người trong 30 phút cuối nhưng vẫn phòng ngự kiên cường để bảo toàn được tỷ số mong manh và tiến vào chung kết. Cả Indonesia và Thái Lan đều cho thấy lối chơi kết dính, các pha tổ chức tấn công của hai đội khá đa dạng khi kết hợp giữa trung lộ và biên khá nhịp nhàng và thanh thoát. Điểm nhấn trong lối chơi của Indonesia và Thái Lan là khả năng kiểm soát bóng của các tiền vệ ở khu vực giữa sân đây chính là bệ phóng để thái lan và indonesia chơi hiệu quả trước một đối thủ ngang cơ là malaysia khi hai đội gặp nhau trong hai trận vừa qua khi đã lọt vào chung kết indonesia được dự đoán sẽ có sự ủng hộ mãnh liệt hơn từ khán giả sự tiếp sức như vũ bão của khán giả sẽ là động lực giúp indonesia tự tin nhưng lại là mối nguy có thể khiến cho thái lan lung lạc tinh thần bởi cổ động viên rất cuồng nhiệt có khi cực đoan nếu không giải phóng được áp lực này thái lan có thể sẽ khó đứng dù chuyên môn của đội khách được đánh giá ngang ngừa với chủ nhà U19 Indonesia vừa có trận đấu bán kết giải U19 Đông Nam Á 2024 đầy ấn tượng khi đánh bại U19 Malaysia và biến đối thủ trở thành cựu vương. Về phần đội bóng xứ vạn đảo, U19 Indonesia đang hướng tới danh hiệu thứ hai vô địch giải U19 khu vực. Dù vậy, trước mắt đội chủ nhà sẽ là 90 phút chung kết đầy khó đoán khi chạm mặt U19 Thái Lan đội bóng đang nắm giữ kỷ lục vô địch giải đấu với 5 lần vô địch. Theo đánh giá, U19 Thái Lan có phần thua kém về thành tích khi không thể có được mạch toàn thắng như đối thủ U19 Indonesia và thêm bất lợi sân bãi, họ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn dành cho đối thủ. Cần nhớ, U19 Thái Lan vừa có trận bán kết ấn tượng khi đánh bại U19 Australia dù thi đấu trong thế thiếu người. Nếu tính từ đầu mùa giải tới giờ, U19 Thái Lan có 2 trận thắng, hòa 1 sau 3 trận đấu tại vòng bảng và tiếp đến là chiến thắng trước U19 Australia ở bán kết. Sau vòng bán kết hai đội tuyển giành quyền thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch U19 Đông Nam Á 2024 cũng đã lộ diện. Trong đó, U19 Thái Lan may mắn đi tiếp nhờ chiến thắng khó tin trước Úc còn Indonesia thẳng tiến vào chung kết với thắng lợi tối thiểu trước đương kim vô địch Malaysia. Được biết, cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Tomo, an tọa tại thành phố Surabaya của Indonesia. Đáng chú ý, theo cập nhật mới nhất, vé xem trận chung kết giữa chủ nhà U19 Indonesia với U19 Thái Lan hiện tại đã bán gần hết cho người hâm mộ. Cụ thể, Tính đến đầu giờ chiều 29 tháng 7, đã có 32.103 vé xem trận chung kết U19 Đông Nam Á ở nhiều khán đài khác nhau được bán ra. Sức chứa của sân Gelora Bung Tomo lên tới 46.806 khán giả. Điều này có nghĩa là tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi đã gần đạt 70% và sẽ tiếp tục tăng cho đến gần thời điểm trận đấu bắt đầu, tờ Bọ Lá đưa tin. Chủ tịch tan tổ chức địa phương, Amir Berhanuddin thừa nhận ông rất ngạc nhiên trước sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Cảm ơn Chúa, sự quan tâm của người dân Surabaya và khu vực xung quanh là rất lớn. Hy vọng điều này sẽ tiếp thêm tinh thần tích cực cho U19 Indonesia, ông nói. Có thể thấy, dù trận đấu không diễn ra vào cuối tuần nhưng khá đông người hâm mộ Indonesia vẫn dành thời gian mua vé đến cổ vũ cho đội nhà. Cần nói thêm, giá vé xem trận chung kết là khá rẻ, chỉ dao động từ 50.000 IDR đến 300.000 IDR. Trong lịch sử đấu trường U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia mới chỉ có một lần vô địch vào năm 2013. Ngược lại, U19 Thái Lan và U19 Úc đang là hai đội giàu thành tích nhất với năm lần lên ngôi vô địch. Nếu một trong hai đội Thái Lan hoặc Úc vô địch, họ sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình. Màn so tài giữa đội tuyển U19 Thái Lan và U19 Indonesia diễn ra lúc 19h30 phút ngày 29 tháng 7, theo bạn đội nào sẽ vô địch U19 Đông Nam Á 2024?